Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Ferrosi, một mẫu xe đạp full carbon cực kỳ là đẹp. Em mới về sáng ngày hôm nay và chiều hôm nay em lên cho các bác xem luôn. Một cái mẫu xe mà các bác xem kênh em lâu năm rất là thích và mua rất là nhiều cái mẫu xe Java Ferrosi này. Vì cái xe này được trang bị bộ chuyển động Shimano 105 vành cao bản và khung full carbon, đang bán tại cửa hàng em mức giá chỉ có là 17.900.000, cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe đạp đua rất là đẹp. Hôm nay em về tông màu đen phối đỏ rất là thể thao và đẹp mắt ở đây. Thiết kế khung cũng rất là đậm chất kiểu Java, với những cái đường cắt cực kỳ là đẹp, dây chạy âm sườn. Toàn bộ đồ là nguyên bản full hết đề ca, một cái phụ tùng sản xuất xe đạp riêng ở dòng Java. Xe là nguyên zin, nguyên bản chính hãng. Bánh nhôm cao bản, bánh 700C, máy bi vòng cối lổ. Được chạy full bộ chuyển động Shimano 105 với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Và xe có 22 tốc độ khác nhau. Cái cốt yên cũng là carbon. Cái ghi đông của Ford, nguyên bản DK, ghi đông dẹp. Bộ tay lắc cũng 105. Full bộ chuyển động 105. Đây ở trước bi vòng. Phanh ba mảnh theo xe. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe em đo được tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì chiếc xe có size là size 48, thì luôn ở khung ở đây. Thì phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 đi phù hợp. Bộ chuyển động 105 11 tầng líp. Động cực kỳ mượt mà như các bạn thấy trên hình. Chiếc xe này đang bán với em mức giá thì là 17.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.